Đây là quán Bếp Xưa. Hôm nay ở cà phê sẽ đưa quý cô chú anh chị và các bạn đi quán Bếp Xưa nha. Quán này cũng mới mở ở anh Cần Thơ thôi, đường số 1 trong khu Đại học Cần Thơ. Đây, đây là không gian bên ngoài. Đây, đây là không gian bên ngoài chỗ để xe. Đây chỗ để xe rất là rộng rãi nha. Đây, các cô mặc áo bà ba. Đây là khu ở sau. Xin cà phê. Đây đây là cái khung cảnh ở phía sau. Vâng, rất là đông luôn. Đây. Đây là gian nhà xưa. Quay sao giống nhà dưới quê mình quá. Đây bước vào nhà chính. Đây là một góc bếp xưa. Wow, có củi nè, củi chắc rất là thẳng, rất là đều, lá dừa, tủ, tủ chén. Trời. Wow, trời giống ở nhà. Trời ơi, thêm cái bàn não nữa nè. Đây là các ổ đựng gạo quá, không đựng muối nè. Có xay bọt. Trời ơi, cái cân. Có luôn cái cân này luôn hay gì? Ấm trà. Xin giới thiệu với chú anh chị, đây là Tú, họ nhà trai. Hôm nay em sẽ đại diện họ nhà gái. Họ nhà trai phát biểu đi, họ nhà trai. Hôm nay là chúng tôi đến đây là mời các bà con cô bác đến dự lễ đính hôn của cháu chúng tôi, con cháu chúng tôi. Đó là... Đó là gì? Con gái này tên gì thế? Con gái chưa biết. con trai của tôi là Nguyễn Chiến Đăng. Con gái của con Thí nó chưa đẻ nên chưa biết. Sao mới lại đưa lên trước chưa chứ? Đính hôn trước. Rồi đính hôn trước này gọi là tảo hôn nữa. Hôm nay là có gì ngồi bàn giữa đó nha. Đây là ngồi bàn giữa đó, nói chuyện rồi quay clip để mà chuyển tộc hai bên. Ừ. Để mà làm bằng chứng sau này cho hai đứa nó kết duyên. Giờ đợi bà Mai lại nữa, bà Mai sao lâu quá. Bà Mai đây. Nhà trai nhà gái kêu hai ly đá đậu và một ly trà đá. Nhưng mà đá này nó để đá này nó mau vàng. Đá này là đá bào. Nó mau vàng không ta? Rộng thiệt luôn á, không nghĩ ra đây nó còn một miếng một cái khu đất mà nó rộng vậy đó. Trời nó ngon. Béo. Béo, ngọt. Bùi. Ở ngoài thì đang nắng nóng, ở đây mà nhà chanh vách lá rất là mát. Ăn thêm ly chè mát nữa. Mát. Ê, cái khung cảnh này đẹp. Khung cảnh này đẹp. Ấm lọc bà xui quá. Khung cảnh này đẹp quá à, hồi chụp hình mới được. Ừ. Bà Mai lâu tới ăn hết rồi. Ừ. Bà Mai lại tới ăn hết cổ luôn à. Đậu rất là bùi nha. Đậu hộp còn nguyên mà rất là bùi. Ừ. Cái này mà không phải không review nữa mà mình múc băng luôn rồi đó. Là lẩu cùi lao. Đây là gọi
ốc bắp chuối. Đây là cá hú. Ở đây là cơm cho miễn phí nha quý cô chú anh chị các bạn. Cái nồi gan bây giờ nồi gan cơm này cho miễn phí. Đây cầu lao ăn kèm với mút. Nấu cầu lao nhìn rất là hấp dẫn luôn á. Nhưng mà bản Tú lại ngon, nhìn ngon hơn người lẩu cầu lao. Mày ăn được không? Mày ngon mày ăn tao được không? Nghe nè, cái lẩu mình để đây, để dưới này. Ở giữa đi ha. Bà Mai tới rồi. Mai. Bà Mai tới rồi. Hello bà Mai. Dạ. Ở đây là hai họ, đây là nhà gái, đây là nhà trai. Hai họ. Đây là nhà. Bà Mai ngồi đâu? Ngồi đây nè. Bà Mai qua đây ngồi bà Mai. Tôi nghĩ lắm kìa. Tự nhiên em là bà Mai vậy? Ờ. Thì nhà trai, nhà gái là bà Mai nè. Ngồi ngay bằng giữa nè, thấy không? Mình là trưởng tộc luôn đó. Hồi trưởng tộc phát biểu là trưởng tộc. Này mới chà, bà Mai là trưởng tộc, mình là hai họ. Đúng rồi. Hôm nay là đám cưới của ai? Hôm nay là ngày có thông gia hẹn ước của hai bên nhà trai và nhà gái. Đàn trai và đàn gái. Cái này bà Mai phát biểu với bà Mai. Trừ điểm cái này là phần nhỏ quá nha. Dạ. Ừ, ngày xưa mình đâu có ăn cái muỗng đó đúng cái không? Cái này giống cái cây khoái cháo heo á. Hồi xưa nói cháo heo. Dạ. Nó nói mình là heo đó. Ờ, nãy giờ chờ hai nhà trai nhà gái mắc gã mắc cưới nhau quá rồi đợi con Mai thôi đó, đợi bà Mai thôi đó. Đây là Trang nè, đây là Trang là bạn học chung với ở cà phê, đây là bạn Tú là bạn nói khố. Hôm nay là sinh nhật có hai bạn này nên là ở cà phê đãi hai bạn, chúc mừng ngay vô đi bên đây. Em lấy kêu chè cho em. Đợi em lại mới kêu. Thôi, chán ăn chè nó rồi sao ăn? Mày không cho nó ăn chè hả? Ăn xong. Thì ăn xong đi ăn chè. Rồi vô đi ăn đi, hai đứa ăn đi. Ăn review đi. Rồi ăn đi. Ăn đi. Cái này là lỗ cù lao hả? Ừ, cái này là lỗ cù lao nè. Ngon nha. Rồi ăn đi. Chán đi biết lỗ cù lao không? Biết chứ. Có không? Biết. Rồi cái quê người xưa rồi. Đám giỗ là có này. Máy cái này. Ừ. Máy cam thoải mái đi. Ủa, có nước mắm luôn còn có chị đâu. Ngồi kêu thêm. Cứ ăn đi. Kêu thêm một chiếc không ớt. Ngon không? Ngon. Hương vị đúng là giống cái mùi như, giống như hồi xưa xưa luôn đúng á. Cái mùi bốc lên đúng không? Là có cái mùi mỡ mỡ hành, mỡ tỏi. Mỡ tỏi. Mỡ tỏi với cái nước dùng á. Có mỡ tỏi nè. Có mỡ tỏi với nước dùng. Ăn đi. Ăn đi. Bạn gái nhà gái mà lúc nào cũng phải ăn sao nhà trai. Ngày trước chứ, giờ bình đẳng rồi. Ngày xưa mình đang ở ngày xưa mà đang quay về cái thời cổ đại. Mình đang quay cái gì thời ông bà xưa. Ăn đi. Rồi. Ông bà mừng yêu nhau từ nha. Chưa có tivi. Chưa có tivi màu. Rồi ăn đi. Rồi à, cái cục này là mắc cải cùng thịt. Cùng thịt không? Thịt bằm. Cầm mày. Bữa bỡ. Rồi để đi nè. Món này là món gì? Review đi chị. Có rồi, món này là món gỏi ốc bắp chuối, bông chuối. Gỏi ốc bắp chuối. Bông chuối. Và bắp chuối đó. Mình kêu bông chuối thì sẽ chính xác hơn. Ăn đi xui đây. Quay hồi hồi hết rồi nhá. Cứ ăn đi. Nè. Ê lâu quay có hồi nhìn xuống hết trơn á. Cho hai bạn ăn ngon là vui rồi. Ngon. Ăn gì hiền cái gì, ăn hiền cái gì, ăn mạnh dạn lên cái lên nước mà lên đất mà phải ăn. Từ tốn mà nói chuyện mà thầy Mỹ vậy trời, sao không thầy Mỹ mày. Đúng là tao ăn chan mới nói tốt cái lạ lạ. Con lấy bà Mai, bà Mai lấy mà đáng lẽ là nhà gái ta thầy Mỹ đúng không, bà Mai thầy Mỹ chứ gì. Trời cái này mặt đỏ nó nổi hình nổi nhất trong đây luôn. Ồ nè cá hú hả? Cá hú kho tộ. Coi vị xong. Thơm mùi tiêu nè. Kho ăn kho vừa không? Vừa ăn vừa ăn. Mà kho mà cá nó cứng. Dạ yeah, kho cứng hả? Kho cứng. Không, thường thường cá này nó sẽ rất là mềm á. Đúng rồi, nhưng mà ướp được không cứng. Ướp yeah. Ướp lâu đó. Kho đúng đúng kiểu bà ngoại luôn hả? Đúng kiểu mẹ nấu luôn. Nhà Tú ăn mấy ngày? Tú ăn hay sao? Cá hú hả? Ừ, cá hú. Cá hú cái bàn chai vậy. Cá hú là thả xuống dưới nó hú 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 hả? Ngon hú lần. Ngon hả? Ngon. Vị, đúng là vị bà ngoại luôn đúng không? Ừ. Ăn đây nhớ bà ngoại quá. Chuẩn cơm mẹ nấu. Ừ. Chuẩn cơm ngoại nấu.
đậu ốc này ngon. Cay cay hả? Mày mày cay không? Không được cay nhiều không? Đây ít à? Chán chứ không ăn. Cay không ăn ớt hả? Ăn thử nha, ăn thử đừng cay vô. Đừng nấp chúng ớt. Mình thấy ớt ớt không? Sao? Vị bờ lắm anh, không chua lắm, không được chua lắm. Nếu tao làm nữa chua hơn tí. Dạ, ốc dai không? Ốc dai, hơi cay thật. Vị chắc có nước mắm với giấm quá. Giấm hay là giấm chanh? Giấm chanh á, giấm á. Dạ. Nó hơi ngọt. Ừ, nó hơi ngọt. Hơi ngọt. Cá này cũng ăn được nhưng hơi ngọt à. Vậy là vị miền Tây mình này. Vị miền Tây mình đó. Biết của chú anh chị và các bạn cùng ăn cơm với cà phê nha. Đây rồi ốc đây. Ăn đây cũng được, bữa nào dẫn nhà đi ăn. Ốc dai. Giá là sao còn mình được. Ốc hơi dai nha. Nó giá cũng được rồi. Gần như không có mình đùa, có giá cho mình đùa. Ừ, có. Ăn vẫn ngon. Hình như là chậm giấm chứ không phải là chanh, không mùi giấm. Ốc mà cứng. Ốc này nó xào. Con ốc này làm con ốc này giống như là dạng luộc xong mày lấy đầu ốc ra liệu cái... kho xào với mày. Nó giống như cháy tỏi lên á. Không, bé này lên. Nó hơi dai. Cù lao. Có cù lao là có lưỡi heo nha. Có chứ. Có đầy đủ. Như có lòng. Lòng hết luôn. Lòng. Chỉ không có phèo thôi đúng không? Ngon. Ăn không nhớ nhà quá. Để nhà. Nhà cà phê không cần cần chống vậy. Trong ngoài tao để trang gì luôn nè. Có bếp rồi, có tủ kia. Hồi xưa trên này có cách nhà cái này không Trang? Giống như hai cái... Có. Em rửa hồi lâu có nó bằng mực. Đây, có mực khô nên nó ngọt, ngọt nước. Đúng rồi, cái đây kho giống kiểu dưới quê đó. Ngọt. Ăn này nhớ má nấu quá má ơi. Ngon quá, nước cù lao ăn ngọt á. Nước cù lao tại vì nó có mực á. Tôm nữa. Ngọt. Tôm khô, nó mực khô, tôm khô nó ngọt nữa. Ngon. Ở đây cù lao ăn ngon nha, quý cô chú anh chị và các bạn. Nơi đây thì cái phong cách theo kiểu nhà quê á. Quý cô chú anh chị và các bạn mà thích cái phong cách như thế này thì ghé đây ăn nha. Quán chỉ mở đây cách chắc hơn một tháng thôi. Ủa, nhưng mà thấy cách phục vụ rất là chuyên nghiệp. Ủa? Quê nhưng mà quê thời đại 4.0 chứ không phải là quê quê châu đi cài, không phải. Cái này thì công nghệ cài. Chè đậu ngon. Lâu lắm rồi mới ăn chè đậu, đúng là chè tuổi thơ. Hồi xưa cái 500 đồng ly quá. Này ngon, ngon đến nỗi mà còn nồi cơm thôi. Không còn gì cả. Nước nhà trai. Nước hết nước nè. Nhà trai nhà gái ăn quá. Đây đây là giá. Đàn trai đàn gái đã ăn uống nhập tiệc xong rồi. Nên là chuyển qua đi uống nước. Bữa nay là bà Mai đãi. Bà Mai đãi nước. Sinh nhật bà Mai. Không có chạm mặt đầu heo vô bà Mai còn bắt bà Mai đãi nữa. Rồi. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc nha.